Em chào anh Nghĩa, số điện thoại là 0912 588 590. Sau đây thì Vbox xin phép gửi tới anh video bóc máy. Đơn máy của mình là một combo Livebook Ares. Anh có thể thấy là máy vẫn còn nguyên siêu. Bên em sẽ bảo hành thông qua email của máy. Số email là k78act12011 8043. Bên em sẽ bảo hành thông qua email này trong vòng 1 năm và đổi mới trong vòng 1 tuần đầu nếu có lỗi do nhà sản xuất. Thường thì các dòng máy đọc sách nó ít khi bị lỗi, chủ yếu là cái màn hình của nó hơi nhạy cảm, nên là khi sử dụng anh cố gắng bảo quản màn hình cẩn thận hơn giúp bên em. Trong hộp máy thì sẽ bao gồm có máy đọc sách, có sách hướng dẫn, có bút viết và có hộp đựng dây kết nối, dây cáp sạc. Ngoài ra thì trong hộp này sẽ có thêm 3 ngòi bút thay thế. Anh bảo quản 3 ngòi bút này cẩn thận giúp bên em. Ngoài ra thì trong combo của mình sẽ được tặng thêm đó là một giá để bàn, một cái ổ cắm, rắc cắm ấy ạ. Thì bên em tặng riêng cho đơn hàng của mình. Một miếng dán màn hình Bbox xin phép là được dán luôn giúp mình. Một bao da chính hãng, một túi chống sốc và một loa kết hợp đồng hồ. Và anh có yêu cầu là loa màu trắng thì bên em cũng lấy loa màu trắng giúp mình ạ.